chờ cái đồng hồ nó cài cái hình nền lên các bạn thấy không nó chạy rất là nhanh nhá chắc mất khoảng tầm 15 giây chúng ta sẽ cài xong được cái hình nền Nào cùng chờ xem cái độ hiển thị của hình nền như thế nào nhá ok như vậy là đã cài xong này mình sẽ chờ ra ngoài này đây thì đây chính là cái hình nền đang được cài lên này các bạn thấy không độ hiển thị rất là sắc nét và đẹp nhá ok chưa ạ Hello, xin chào các bạn. Tiếp tục với video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cũng như là hướng dẫn các bạn cách kết nối và cài đặt một em Apple của Watch Ultra Rep 11, hay còn gọi là hàng pha kè ấy. Bản này thì là bản cao cấp nhất hiện tại trong các cái dòng Rep 11 nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào chi tiết và hướng dẫn cài đặt. Sơ qua một chút về ngoại hình thì chúng ta sẽ có một chiếc bút chuẩn Apple của Watch Ultra như này, dạng hình chữ nhật này. Mặt trước có một logo dập chìm ở đây kèm dòng chữ Watch này, sở rất thích nhé. Đây, mà sau thì sẽ là cách mở hộp Apple Watch Ultra chuẩn này. Đó, thông tin về dòng đồng hồ ở đây nhé hộp thì là hộp ba mảnh các bạn nhé sẽ có mảnh bọc bên ngoài này sách hướng dẫn này khá là chỉnh chu này đó hộp đựng dây này thì sẽ có một dây đeo ở đây nhé bản này là bản dây màu cam này còn đây là chiếc hộp đồng hồ này hộp đồng hồ thì bản này được được bọc một cái lớp siêu ở đây dán một cái siêu niêm phong ở đây nhưng mà do mình đã bóc ra để sạc pin trước rồi nên là giờ không 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 còn để bóc nữa thì chúng ta sẽ mở hộp thẳng ra như này bên trong thì sẽ có một mặt đồng hồ này cầm khá là đầm tay các bạn nhé Bản ultra mà còn bên đây thì sẽ là một chiếc sạc không dây này. Đó. Rồi cùng để tạo sang một bên. Riêng về bản này thì mình đã có một cái video review rất là chi tiết các bạn có thể xem lại ở góc trên màn hình này nhé. Thì đây là một bộ phụ kiện đầy đủ của chiếc đồng hồ này, chúng ta sẽ có một cặp dây ở đây này. Bản này có thể thay dây thoải mái nhé. Chiếc sạc không dây này thì đầu này chúng ta sẽ cắm vào củ sạc, đầu này sẽ đặt vào đế đồng hồ này. Hít rất là chặt nhé. Đó. Đồng hồ thì được bọc một cái lớp siêu khá là xịn sò và màu mè đây nhé. Đấy rất là chỉnh chu các bạn ạ. Đây là chiếc đồng hồ của chúng ta này. Cách lắp dây rất là đơn giản. Dây này các bạn lắp xuống chiều bên dưới này ấn cái chốt này vào đài vào này dây này lắp vào chiều bên trên chiều bên trên tức là gần cái nút tròn này ấn xuống vào đài và đẩy vào này đó bản này sẽ có cái chốt dây ở đằng sau này nên khi chúng ta lắp dây vào mà nó không di chuyển được nữa là lắp chuẩn nhé Bạn này khi cầm trên tay thì khá là chắc chắn và đầm tay nhé thiết kế thì rất là thể thao và nam tính này mặt trước thì sẽ được làm một cái lớp kính phẳng ở đây này trong một cái khung viền này là titan nhé chắc là chất liệu titan giả thôi cạnh bên phải thì sẽ có một cái nút tròn ở đây này xoay khá là sướng tay phát ra âm thanh kêu tạch tạch này nút ấn khá là y, nút nguồn bên dưới này cạnh bên trái chúng ta sẽ có một nút chức năng sức khỏe và sos ở đây này một giải loa và bốn cái cụm bốn cái vị trí loa tăng cường ở bốn góc này kèm cái lỗ mic này về mặt lưng thì chúng ta sẽ có các cái vị trí ốc vít ở đây này khá là chỉnh chu rồi thì có luôn cả cái chốt giữ dây nhé chốt giữ dây này sẽ giúp cho chúng ta cái dây này nó không bị di chuyển trong quá trình chúng ta tập thể thao các thứ không sợ bị tuột mất cái đồng hồ nhé các cái vị trí cảm biến của đồng hồ ở đây này để cảnh báo đo nhịp tim rồi thì huyết áp các thứ có các dòng thông tin về đồng hồ ở đây ở đây chúng ta sẽ có luôn một cái logo của Apple ở đây nhé dù là hàng pha ke nhưng được làm rất là chỉnh chu các bạn ạ. Đây có luôn logo hãng ở đây Apple Watch Ultra này Size là 49mm Chất liệu titanium và ceramic này Ok mình sẽ đo luôn thử cái size này nhé Bản này thì xem nào Size chuẩn của nó sẽ là 48mm các bạn ạ Đó Bản này thì sẽ có là logo táo ở mặt lưng này Và sẽ có luôn logo táo ở mặt trước này Mình sẽ ấn giữ nút nguồn này Đó các bạn thấy không Đã là hàng pha ke thì nó phải làm giống cho như vậy Thì nó mới là chuẩn nhé Wow, bật màn hình lên thì một điều bất ngờ nữa đó là cái màn hình rất tràn viền, các cái phần cạnh viền màn hình này cân đều nhau này và được làm rất là mỏng này. Đó không như những cái bản những cái bản giá rẻ hoặc những cái bản khác nó được làm cái viền màn hình rất dày và không cân đều nhau nhé. Bản này thì khi bật màn hình sáng lên thì ta thấy luôn được hai cái tính năng rất là hay. Thứ nhất là màn hình chờ AOD này. Đó. Nó sẽ hiện thị thời gian ở đây. Tiếp theo là chúng ta có luôn cái thanh thông báo Dynamic Island này. Giống trên iPhone 14 Pro Max ấy, các bạn nhìn thấy không? Không có thông báo này thì ấn vào thì nó sẽ ra cái cục thông báo của bạn khi có thông báo mới thì nó sẽ hiển thị ở trên này hiển thị thu nhỏ ở trên này và các bạn thấy không màn hình của nó cài sẵn luôn cái tính năng la bàn đây này, này khi mình xoay đi các vị trí thì cái các cái hướng nó cũng xoay theo này đó khá là chỉnh chu nhá với cái size số và cái kiểu dáng thể thao như này thì sẽ rất thích hợp với những bạn có cổ tay to và các bạn nam nhé cái tính năng mắt cổ tay sáng màn hình cũng rất là nhạy này đó khi vào menu thì các bạn sẽ ấn vào cái nút tròn này thì sẽ ra cái menu này các bạn để ý khi mình ấn vào menu thì nó sẽ tạo ra cái giao diện phóng to thu nhỏ rất là đẹp giống hệt trên hàng chính hãng đó, nó dòm lại cái menu này. Và khi các bạn vuốt cái menu này thì sẽ thấy. Đó, rất là mượt luôn nhé. Mình vuốt rất là chậm nhưng nó cũng rất là mượt. Không delay một chút nào luôn. Và khi các bạn xoay to xoay nhỏ thì nó có thể phóng to thu nhỏ. Đó, xoay nhỏ vào nó sẽ tự to ra này. Xoay to ra thì nó sẽ vào, vào trong ứng dụng này. Đó, rất là hay nhé. Vuốt trái qua chúng ta sẽ trở ra ngoài màn hình được ấn nút nguồn chúng ta sẽ vào được đa nhiệm này đó là vào được những cái ứng dụng các bạn vừa mới truy cập gần đây thì nó sẽ tổng hợp vào trong cái đa nhiệm giống như cái nút home ở trên iphone ấy đó rất là hay cái màn hình thì chúng ta có thể để nhiều kiểu màn hình khác nhau ví dụ như cái màn hình uh, uh, la bàn này chẳng hạn này xoay đi những cái màn hình khác này có thể cài thì nền cá nhân nhé một cái màn hình này rất là hay này khi các bạn chạm màn hình thì nó sẽ bắn được pháo hoa này rồi thì thay đổi được kiểu màu sắc màn hình ở cái màn hình hơi mệt này, này một cái màn hình mới khác nữa này rồi vuốt từ trên xuống thì chúng ta sẽ vào được một cái thanh thông báo này đó khi chúng ta có thông báo facebook zalo rồi thì tổng hợp các thứ nó sẽ vào đây nhé hoặc có thể các bạn chạm vào cái thông báo này nó cũng ra này chạm vào cái thanh dynamic này nó cũng ra này khi có thông báo mới thì nó sẽ hiển thị ở trên này rồi gạt từ dưới lên thì chúng ta sẽ có một cái menu truy cập nhanh này. Ở đây sẽ có cái phần trăm vi này, 76% này, kết nối này, trạng thái kết nối này chưa kết nối này. Rồi thì các cái vị trí này thanh toán rồi cả tính năng NFC luôn này, có luôn cả khóa màn hình này. Báo thức ở đây các bạn có thể thay đổi chỉnh sửa thêm bớt những cái ứng dụng này vào đây được này. Rất là đầy đủ và làm giống hệt trên hàng chính hãng luôn các bạn ạ. Gạt từ trái qua. Gạt từ trái qua này thì sẽ luôn là một cái menu chế độ màn hình như này, nó sẽ tổng hợp giờ giấc này rồi thì ngày tháng này nhiệt độ các thứ này khi bạn kết nối với điện thoại thì nó sẽ lên cái thời tiết các thứ ở đây luôn là từ phải qua thì chúng ta sẽ vào được âm nhạc này thời tiết này rồi các cái hoạt động được nghe gọi này chỉnh chu luôn nhé bây giờ mình sẽ thử đi vào kết nối để xem những cái tính năng kia nó có thực sự là hữu dụng không nhé để kết nối chiếc đồng hồ này với điện thoại thì chúng ta sẽ cần điều đầu tiên là phải có một chiếc đồng hồ và một chiếc điện thoại nhé chúng ta sẽ không cần phải những cái điện thoại quá là cao cấp ví dụ như đây mình dùng một chiếc iphone 6 đời rất là cũ rồi vẫn có thể kết nối bình thường được nếu các bạn không có điện thoại để kết nối chúng ta vẫn sử dụng như bình thường chúng ta chỉ không sử dụng được các cái tính năng liên quan đến bluetooth ví dụ như nghe gọi và nhận thông báo thôi còn chúng ta đo đạc sức khỏe các thứ nó vẫn là bình thường nhé thì trên điện thoại các bạn sẽ tải cho mình cái app về tất cả mọi đồng hồ đều phải kết nối qua app nhé kể cả hàng chính hãng chúng ta cũng cần kết nối app đây các bạn sẽ tải cho mình cái app đó là The fit pro về nhé sẽ vào cửa hàng và tải này mình mở ra này trong lúc mở ra thì các bạn nhớ là phải bật Bluetooth lên cho mình nhé Bật Bluetooth lên trên điện thoại lên nha Các bạn thấy ở trên này nó sẽ có các phần đó là Đăng nhập bằng mã và đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu này Thì các bạn hãy nhập cái email của mình vào dòng đầu tiên này sau đó ấn vào cái get code này nó sẽ gửi mã và email và các bạn sẽ có tài khoản để đăng nhập nhé tích đồng ý này và đăng nhập vào thôi như mình đã tạo tài khoản sẵn từ trước thì mình sẽ vào phần này nhập tài khoản và mật khẩu vào đây sau đó thì ấn login là chúng ta sẽ đăng nhập được vào khi mình nhập tài khoản và đăng nhập xong thì nó sẽ ra giao diện như này luôn cả ở bên android và ios nó đều sẽ giống nhau nhé đầu tiên sẽ là phần hết ở đây tức là phần sức khỏe này thì nó sẽ tổng hợp các cái chỉ số sức khỏe khi các bạn đo ở trên này đây này, này cũng như là các cái calo và quãng đường tiêu thụ các bạn đã từng di chuyển này phần mô này thì nó là cái vị trí để các bạn chạy bộ nhé vị trí đây ví dụ mình ấn vào đây khi kết nối với điện thoại thì nó ra cái vị trí của mình luôn tiếp theo phần device là phần quan trọng nhất để chúng ta kết nối với cái đồng hồ này và phần mai ở đây tức là thông tin về tài khoản các bạn có thể chỉnh sửa những cái tên rồi thì chỉ số cơ thể của bạn ở trên này và một số các tính năng khác ở đây chưa vào phần device này chúng ta sẽ để ý trên cùng nó có phần nó là S device này. Trên cái app này thì hiện tại nó lại chưa có tiếng Việt, không biết sau này thì nó sẽ có không. Đây các bạn sẽ chạm vào cái S device này và nó sẽ quét luôn là cái đồng hồ của các bạn nhé. Cái đồng hồ chỉ cần bật nguồn ở bên cạnh này thôi, không cần phải bật một cái gì khác nhé. Đó, nó quét ra một con Apple Watch này. Bản này tên là Apple Watch mà. Mình ấn vào connect này, ấn ok này. Rồi và chờ một chút để đồng hồ sẽ ghép đôi với nhau. Ấn đồng ý ghép đôi này. Đó, như vậy là chúng ta đã ghép đôi xong rồi. Cái phần trang pin nó sẽ hiển thị ở đây luôn này, trạng thái là đã connect này. Đó, rất là chuẩn chỉ nhé Đây các bạn sẽ chỉ tập trung vào trong cái phần này thôi trong phần này thì sau khi kết nối xong nó sẽ hiển thị ra như thế này trên cùng sẽ có một phần những cái mặt đồng hồ đây thì đó chính là cái phần để chúng ta cài hình này này mình sẽ vào luôn này ấn vào cái dòng chữ nhỏ nhỏ này nhá đó thì nó sẽ ra như này ở bên dưới này thì nó sẽ là những cái hình nền có sẵn nhé những hình nền có sẵn này các bạn nào thích hình nào thì ấn vào một cài thôi ví dụ mình thích cái hình này chẳng hạn mình ấn vào này và mình ấn nút xanh bên dưới này là nó sẽ cài còn các bạn thường sẽ cài những cái hình nền cá nhân đúng không ví dụ như hình người yêu hình gia đình hay là hình của mình thì các bạn sẽ ấn vào cái ô oh, edit ở bên trên này đó thì ở đây nó sẽ có ba cái dấu cộng đây tức là các bạn có thể cài được ba cái hình nền lên, lên nhé đây nhưng mà mình sẽ chỉ cài một cái thôi mình sẽ ấn vào cái S photo ở bên dưới này và chọn vào album này đấy thì nó sẽ ra cái album ảnh trên điện thoại này ví dụ mình chọn ảnh uh, đây mình chọn ảnh bạn gái mình đi đó ví dụ nhé không phải bạn gái mình đâu nhé ok các bạn có thể căn chỉnh cái hình ảnh sao cho nó vừa với khung nhé để nó đỡ bị những cái khoảng trắng này đó cái ảnh này thì nó vừa sẵn rồi và ấn vào cái nút bên tay phải này nó sẽ lên một cái ảnh ở đây tương tự các bạn có thể cài thêm ảnh để ấn vào cái nút bên cạnh này nữa để thêm cái ảnh thứ hai ảnh thứ ba anh chị mình sẽ cài một cái thôi nhé sau đó mình sẽ ấn vào cái nút save này và nó sẽ chạy cái phần trăm ở trên đây chờ cái đồng hồ nó cài cái hình này lên các bạn thấy không nó chạy rất là nhanh nhá chắc mất khoảng tầm 15 giây chúng ta sẽ cài xong được cái hình nền nào cùng chờ xem cái độ hiển thị của hình nền như thế nào nhá ok như vậy là đã cài xong này mình sẽ chờ ra ngoài này đây thì đây chính là cái hình nền nó được cài lên này các bạn thấy không? Độ hiển thị rất là sắc nét và đẹp nhé. Ok chưa ạ? Sau phần cài hình nền thì bên dưới chúng ta sẽ có các cái biểu tượng ở đây. Đầu tiên đó là alarm setting thì đó là phần báo thức rồi. Các bạn sẽ tự nghiên cứu nhé. Ấn cộng vào đây và thêm giờ giấc vào báo thức thôi. Thế là đơn giản. Setting up limit này thì là thông báo nhắc nhở uống nước cũng như là vận động này. Thì chúng ta bật lên cần thì bật không thì thôi này. Cái này mình ít dùng. Rồi uống nước này. Ờ, chế độ không làm phiền này. Các bạn cần thì bật lên này. Không cần thì tắt đi này. Nó sẽ cài thời gian bên dưới này nhé. Các bạn bật lên thì trong chế độ làm phiền này các bạn sẽ không bị phiền phức bởi những cái thông báo đến đồng hồ này hoặc những cái âm thanh unit setting này thì đây chúng ta cài được giờ này, 24 giờ này hoặc 12 giờ này. Rồi thì cái này là cái gì thì mình cho biết. Nói chung là nó không quan trọng. Đây, thời gian sáng màn hình này, các bạn có thể để 10 giây, 5 giây, à 15 giây, 20 giây hoặc để tự động được luôn. Đấy mình để 10 giây cho nó tiết kiệm pin hơn nhé. Tìm app và watch này là khi các bạn quên cái đồng hồ một chỗ nào đấy các bạn sẽ ấn vào đây thì cái đồng hồ nó sẽ kêu lên này. Đây mình ấn ok này. Đó. Và chúng ta sẽ biết được nó đang ở đâu nhé. Rồi lên cạp này thì nó là cái thêm những cái mã QR và những cái của cái những ứng dụng ở đây. Những ứng dụng mạng xã hội vào đây thì để các bạn kết nối nhanh hơn, kết bạn nhanh hơn, không cần thiết lắm. GPT chat AI này. Ồ oh, bản này có cả chat GPT trên này mình sẽ thử này. Tôi muốn lấy vợ. À đây. Chưa thấy gì các bạn À đây nó đọc luôn các bạn, ạ mình tưởng nó không trả lời nhưng mà hóa ra nó cũng trả lời thật, nó đọc hết luôn, mình không hiểu nó đang nói cái gì luôn, chắc là nó sẽ nói tiếng Trung Quốc các bạn ạ, Ôi mày im mồm đi, biết tay quá, rồi mình tạm tắt nguồn đi một tí để cho nó, nó đã kêu đã nhá, đây, để tìm vợ bạn có thể thực hiện các bước sau, <laughs> xác định yêu cầu và mong muốn này, ờ, hãy xác định những đặc điểm và giá trị bạn mong muốn ở một người phụ nữ này bao gồm cả ngoại hình, tính cách và sở thích giáo dục này gặp gỡ và kết bạn này xây dựng mối quan hệ này đề nghị hẹn hò này gắn kết và tạo lên một mối quan hệ lâu dài này đó anh em thấy chưa bản này thì là bản đầu tiên có cả chat gpt luôn nhá và nó sẽ đọc ra như thế này mình không biết là làm sao để ngừng cái âm thanh này đấy, khá là phiền phức khi nó đọc ra như vậy nhưng mà nó có cái tính năng chat gpt rất là hay nhá mình sẽ bật lại nguồn và nó sẽ tự kết nối lại với nhau này, đấy bạn thấy không giờ nó lại chuyển sang đọc trên đồng hồ ok mình sẽ ngừng một tí nha mình phải chờ một lúc lâu thì nó mới đọc xong được cái âm thanh này và mình phát hiện ra là khi các bạn thoát ra khỏi cái app này ví dụ ấn ra ngoài này thì nó sẽ ngừng và không đọc nữa nhé còn khi các bạn chờ vào trong app thì nó sẽ đọc đọc hết cái câu trả lời của nó ra đây và mình có thử thêm là hai nhân hai bằng bao nhiêu thì nó trả lời khá là chuẩn hai nhân hai bằng bốn nhé ok đây là bản đầu tiên có chat gpt ở trên đồng hồ và trên trong ứng dụng app này luôn các bạn không phải tải đi. chat gpt và mất phí ở đâu phải cả trong này có luôn nhé mặc dù là mình chưa thẩm định hết các cái câu hỏi ở đây và câu trả lời ở đây rồi tạm bỏ qua phần đó chúng ta sẽ đến phần tiếp theo đó là phần Messenger Put thì nó sẽ là phần thông báo tin nhắn này các bạn vào đây nó sẽ ra tất cả những cái ứng dụng mà nó có thể hiện được thông báo. Các bạn cần thì các bạn sẽ bật hết lên như này. Hoặc các bạn muốn tắt một số đi thì các bạn sẽ tắt những cái không cần thiết đi ví dụ tắt cái Viper mình ít dùng này, các cao Top này, QQ ít dùng này. Còn cái nào cần thì các bạn để nhé. Ok, tiếp theo là phần 24 giờ này. Các bạn cần thì bật lên là phần đo sức khỏe tự động đấy. Rồi lưng cổ tay sáng màn hình này, flip with to uh, the screen này. Cần bật cái này lên thì chúng ta lắc cổ tay này cái màn hình nó mới sáng nhé. Rồi, What the put này nó chính là thông báo thời tiết này, các bạn bật lên nhé. Rồi chế độ ngủ này cần thì bật lúc nào đi ngủ thì bật còn không thì cứ tắt đi để nó nhận thông báo đầy đủ này phần Resend này nó chính là cái phần danh bạ này thì đây và đây đây là mình đã thêm những cái danh bạ có trước vào rồi ví dụ các bạn muốn thêm mới thì các bạn ấn vào đây dấu cộng này thêm một số bất kỳ vào đây nó sẽ thêm tối đa đâu được 10 số danh bạ các bạn sau đó thêm thì ấn nút s ở góc trên này đó thì nó sẽ vào thêm những cái danh bạ đây sau khi thêm xong các bạn ấn vào xin này để nó đồng bộ lên cái đồng hồ như vậy là chúng ta có thể thêm được danh bạ nhé tối đa 10 số nên các bạn sẽ chọn những cái số quan trọng rồi phần wallet này thì nó chính là thêm những cái thẻ thanh toán paypal wechat alipay này chủ yếu là bên Trung Quốc thôi uh, reset reset factor setting này thì nó chính là cái cài đặt về cài đặt gốc đấy đừng ấn vào đây nhé các bạn đang cài trên đồng hồ rất nhiều thứ rồi rồi firmware update này khi ứng dụng trên app này, này nó có những cái bản cập nhật mới thì bạn ấn vào đây để cập nhật cho cái đồng hồ này rồi tiếp theo thì bên dưới còn một phần cuối cùng đó là unbind ở đây tức là các bạn muốn kết nối với một cái đồng hồ khác mà cũng sử dụng cái app này thì bạn ấn vào dưới này để gỡ cái cái đồng hồ này ra là để nó không kết nối với nhau được chưa ạ OK như vậy là mình đã đi qua hết các cái phần kết nối ở trong app này rồi. Bây giờ mình sẽ trở lại đồng hồ và test một số cái tính năng quan trọng để xem nó hoạt động như nào nhé. Đầu tiên về cái thông báo và cuộc gọi thì mình đã thử qua cái thông báo này khi mình nhắn tin đến thì nó sẽ hiển thị này có 3 thông báo hiện dấu chấm ở đây này trên cái thanh uh, dynamic này này rất là hay nhé và chạm vào chúng ta sẽ xem thông báo này đó đây là messenger này hiển thị biểu tượng messenger luôn đó thì đó là về cái thông báo các bạn có thể xem lại ở trong cái mục này hoặc các bạn có thể kéo từ trên màn hình xuống các bạn cũng có thể xem được này đó mình sẽ thử cuộc gọi thì đây sẽ vào phần uh, gọi này đây là đồng hồ rồi vào phần gọi này và liên hệ thường xuyên thì nó sẽ ra cái danh bạ và chúng ta vừa mới đồng bộ lên này ôi ôi này các thứ này các bạn nhìn thấy không cái phông chữ nó hiển thị khá là đẹp nhé những cái có dấu thì nó sẽ hơi 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 bị nhích lên một chút nhưng mà không sao nhìn vẫn bình thường các bạn đó ok chưa đó là phông chữ tiếng việt rồi mình sẽ gọi thử một số nhưng mình sẽ gọi lên số tổng đài để tránh làm phiền người ta nhé mình sẽ gọi 900 này ngay sau khi gọi thì trên điện thoại nó cũng sẽ nhảy gọi theo này các bạn nghe thấy gì không Loa rất đoạn dạ, đoạn rất rõ ràng và to nhé Sẽ không bị rè một chút nào này Đó và các bạn có thể thay đổi được Cái cường độ âm thanh ở đây này ấn vào cái ba chấm chúng ta có thể chỉnh được cường độ âm thanh Được chưa Và có thể ghi âm được này Ok Như vậy là chúng ta nghe gọi có đầy đủ và rất là rõ ràng nhé Mình sẽ đi qua những cái ứng dụng khác Sơ qua ở đây thôi mình sẽ không thể vào hết được Vì nó rất là mất thời gian Đây ví dụ thời tiết này đây, Hà Nội này hướng chỉ hướng tây chuẩn luôn này nhiệt độ 33 độ C hiện tại này 28 độ thấp nhất 35 độ cao nhất này đó là thông báo thời tiết nha rất đầy đủ luôn rồi những cái thông báo của những cái ứng dụng này nếu có thì nó sẽ tổng hợp ở trong này ví dụ như Twitter này hoặc là Facebook này nếu có nhé đây mình không có mình chỉ có tin nhắn thì mình sẽ vào một tin nhắn thì sẽ thấy này đó rồi các cái chế độ ở đây ví dụ như vị trí này thì mình có thể xem được cái vị trí của mình ở trong cái cái app này thôi nhé chứ không phải là xem được ở trên đồng hồ đâu nhé nó sẽ cập nhật cái vị trí của cái đồng hồ lên cái app đấy rồi đo nhịp tim thì mình sẽ ấn vào đây và ấn bắt đầu thì nó sẽ đây các cái cảm biến mà sau này nó sẽ nháy và đo này các cái chế độ đo đạc này thì mình nghĩ là nó sẽ không chuẩn được các bạn, à. nó chỉ đưa ra cái giá trị tương đối thôi nên các bạn mà mua đồng hồ chuyên để đo đạc thì các bạn nên mua những cái con vòng tay sức khỏe hoặc hàng chính hãng giá nó cao hơn ấy thì nó sẽ mình nghĩ nó sẽ chuẩn hơn rồi có game ở đây luôn này chúng ta có máy tính ở đây luôn này, la bàn này chụp ảnh từ xa này đèn pin này khi bật lên thì màn hình nó sẽ sáng lên như này chắc cũng chỉ để soi đi đái thôi các bạn à. Rồi ok, ngoài ra thì trong phần cài đặt này sẽ có rất là nhiều những cái phần chúng ta cần chú ý đến này. Đầu tiên đó là phần đảo linh động thì nó chính là cái thanh Dynamic Island này các bạn có thể tắt bật được nó nhé. Ví dụ tắt đi thì cái màn hình nó sẽ nó sẽ như này, nó sẽ không còn cái thanh đấy nữa và hiển thị này nó sẽ đẹp hơn. Tất nhiên là chúng ta sẽ thấy tùy cảm nhận của mỗi người nhé. Đây màn hình hiển thị thì giờ giấc và ngày tháng ở trên này. Đó. Phần màn hình này thì chúng ta có thể thay đổi được, đó là thay đổi màn hình này. Rồi chúng ta có thể là Ờ, bật tắt được các cái chế độ ví dụ như là màn hình chào AD các bạn có thể bật lên hoặc tắt đi này đó rồi thì thiết lập thẻ này các bạn có thể thêm được âm nhạc thời tiết vào trong cái thanh thẻ màn hình này đó bàn phím này rất là hay nhé điều chỉnh được độ sáng màn hình này chúng ta có thể để chế độ tự động được này hoặc tăng giảm như này, này mình sẽ tăng thử mắt đi nhé tăng thử mắt để xem như nào nhé tăng mắt thì nó rất là sáng các bạn đây nhìn nghiêng nó rất là sáng đúng không khi mình nhìn phẳng này thì cái camera quay nó sẽ bị nhòe là do cái điện thoại của mình quay nó nhòe. còn khi nghiêng nó rất là sáng các bạn nhìn thấy không đó màn hình rất đẹp nhé chúng ta còn có thể giơ cổ tay lên sáng màn hình này cài đây này thiết lập âm này cũng khá là quan trọng cài đến mức độ rung này chế độ yên lặng các bạn có thể bật lên nhé khi các bạn bật lên này thì có thông báo đến thì các bạn không lo nó phát sang bên đồng hồ nhé nó sẽ im lặng luôn đây ví dụ bật rung này này à bật cái chế độ tĩnh này, này này thì cái nhạc chuông nó sẽ tắt đi luôn này đó đây nha mình tăng nghe nhạc chuông này lên nhé mắc thì nó sẽ tắt cái chế độ tĩnh còn khi bật chế độ tĩnh lên thì cái nhạc chuông tắt luôn đó để khi các bạn ngồi trong văn phòng muốn để im lặng rồi các bạn có thể đặt được số lượng, đặt số lượng đây thì nó chính là điều chỉnh âm lượng ấy. Nó dịch sai. Cài đặt ngôn ngữ ở đây, đây mình có sẵn tiếng Việt và rất nhiều ngôn ngữ khác rồi này. Mình để tiếng Việt sẵn rồi nhé. Cài đặt thời gian này, ngày tháng thời gian này các bạn có thể cài đặt trong đây. Nhưng các bạn chỉ cần kết nối với cái điện thoại này giờ nó sẽ tự đúng luôn, không cần phải cài. Rồi, các phong cách giao diện này, cái này cũng rất là hay này. Các bạn có thể đổi cái kiểu menu ở trong cái đồng hồ này. Ví dụ mình chuyển sang cái theo danh sách này thì cái đây khi các bạn vào menu này. Đó thì nó ra dạng danh sách như này. Đó, hoặc các bạn có thể thay đổi nhanh bằng cách ấn hai lần vào cái nút cho này hai lần liên tục nhé một hai này đó sang kiểu giống trên điện thoại này kiểu này cũng rất đẹp kiểu truyền thống này màn hình tỏa ong này rồi kiểu vòng xoay này kiểu này khá là dị này kiểu bánh răng này rồi lại về danh sách rồi mình sẽ chọn về cái kiểu cơ bản nhất này nhé đó đó là các kiểu menu có rất nhiều kiểu menu ở đây có tầm năm sáu kiểu tiếp theo là thiết lập cuộc gọi này các bạn có thể là để rung khi cuộc gọi đến này không lo âm thanh chuyển sang đồng hồ nhé được chưa hoặc có thể là tắt tiếng này nghĩa là âm thanh đồng hồ và điện thoại riêng nhau này rung khi quay số này không để chuông trên đồng hồ này đó tùy các bạn cài đây nha mà các bạn sẽ nhận được những cái thông báo hoặc những cái âm thanh khác nhau nhé rồi mình và các bạn đã cùng đi qua hết về chiếc đồng hồ này rồi mình sẽ xin tổng kết lại như sau chiếc đồng hồ này có một cái size khá là lớn đó là 49 mini sẽ phù hợp với anh em nam và chị em nữ tay to to một chút nhé đeo lên thì rất là thể thao và nam tính với một chiếc bút và ngoại hình full giống hệt như hàng chính hãng kể cả những cái logo ở mặt sau và logo khi hiển thị này sẽ rất thích hợp để các bạn làm quà tặng vì nó rất là màu mè nhá. Ờ, thời lượng pin trên bản này thì rất là trâu, thông báo thì đầy đủ. Đặc biệt bản này chúng ta chỉ cần kết nối một lần qua cái app thôi, không cần phải kết nối hai lần như những cái bản khác nhé. Chỉ cần kết nối một lần qua app và tự động kết nối với nhau rất là nhanh. Ờ, bản này thì có thêm cái tính năng chat GPT rất là hay, mình đã cùng giới thiệu các bạn rồi. Thay hình nền cài hình nền rồi màn hình tràn viền đầy đủ hết nhé. Cài đặt được cả mật khẩu cũng như là ngôn ngữ rồi thì có cả phần màn hình chờ AOD, thanh Dynamic Island đầy đủ, đầy đủ và rất đầy đủ. Ok cái link mua sản phẩm thì mình có để ở dưới mô tả video này Hoặc các bạn có thể liên hệ vào số điện thoại mình để trên màn hình này Cần tư vấn thêm thông tin gì thì mình sẽ tư vấn thêm cho các bạn Chốt được thì thôi ờ, Khi mua hàng bạn này bên mình có tặng thêm một bộ dây đeo ngẫu nhiên nhé Và bạn này thì có thể thay dây được thoải mái Rồi video đã dài mình sẽ xin kết thúc ở đây Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha